Sao muốn dùng làm thuốc chữa bệnh, bạn có biết chưa? Nếu chỉ luộc, xào hay nấu canh thì chúng ta vô tình đã bỏ lỡ ba bài thuốc tuyệt vời để chữa các bệnh về huyết áp, mỡ máu và lượng đường trong máu cao. Vì vậy, rau muống còn được coi là thực phẩm khắc tinh đối với bệnh tăng cao. Ngoài ra thì rau muống có tác dụng chữa bệnh trĩ, đi ngoài có máu trong phân, bị rắn cắn, nhiễm trùng, khô dịch tiết âm đạo, ngộ độc thực phẩm. Thông thường thì người bị bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu, trẻ em chảy máu cam nên ăn canh rau muống nhiều hơn để tăng cường hiệu quả điều trị. Theo nghiên cứu của các chuyên gia dinh dưỡng hiện đại thì rau muống giàu chất cellulose, lignin và betaine. Trong đó, betaine có thể thúc đẩy sự bài tiết các chất độc hại, thanh lọc cơ thể hữu hiệu. Trong khi lignin có thể giúp cải thiện sức sống của vi khuẩn tốt, chúng sẽ tiêu diệt vi khuẩn xấu và chống viêm. Rau muống có thể ngăn ngừa ung thư đường tiêu hóa, nhuận tràng và đẩy mạnh nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón, giảm ung thư ruột một cách rõ ràng. Món ăn giản dị này còn chứa rất là nhiều vitamin C và caroten, giúp tăng cường thể chất, phòng ngừa bệnh tật. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng rau muống có đủ bằng chứng chứng minh rằng nó làm giảm lượng đường trong máu, là món rau ăn kiêng tốt cho những người bị tiểu đường. Và đây là ba cách chế biến món ăn từ rau muống thành một vị thuốc để trị bệnh tăng cao. Thứ nhất là hạ huyết áp dùng rau muống với trứng gà. Các bạn nhặt rửa sạch rau muống, cắt khúc vừa ăn, trứng đập ra bát, đánh nhuyễn cùng với một ít gia vị, làm nóng chảo và chút dầu mỡ, xào trứng vừa vón thành khuôn, chưa chín hẳn thì cho rau muống vào xào, rau chín thì thêm chút gia vị và ăn khi nóng. Đó là chúng ta có thể ăn cái món ăn rau muống kết hợp với trứng gà, nó sẽ giúp cho hạ huyết áp. Thứ hai là giảm hấp thụ cholesterol. Chúng ta sẽ kết hợp rau muống với thịt gà có tác dụng cho những người mắc bệnh mỡ máu cao, tỷ lệ cholesterol trong cơ thể cao và cơ thể trạng dễ hấp thụ cholesterol là đối tượng được khuyến cáo nên ăn nhiều hơn món này. Lấy rau muống rửa sạch các khúc vừa ăn, thịt gà thái mỏng, cho dầu vào chảo nóng vừa, thêm ít tỏi băm, phi thơm, xào thịt gà nhanh tay trên lửa to vừa. Khi thịt gà xào gần chín thì chúng ta cho một ít gia vị đảo đều, tiếp tục thêm rau muống vào xào, rau chín thêm chút gia vị rồi ăn lúc còn ấm. Thứ ba là chúng ta sẽ kết hợp rau muống cùng với rau ngô hay còn gọi là rau bắp. Nó sẽ giúp giảm lượng đường trong máu. Nhiều người có thói quen là ăn đồ ngọt nhiều, người có thể trạng hấp thụ nhiều đường, rất dễ sinh ra bệnh đường huyết. Món ăn này có thể giúp cải thiện lượng đường trong máu một cách an toàn, đơn giản. Chúng ta chọn rau muống tươi, nhặt lấy phần thân, rau ngô. Mỗi một loại thì rau muống là 60g, còn rau ngô thì 30g, phần nửa của rau muống. Chúng ta thêm nước vừa đủ và nấu thành một món canh. Cái chất mà trong rau muống á, nó sẽ tiết ra là một cái bài thuốc mà chúng ta uống trong vòng 2 đến 3 lần một ngày. Thì cái món này có thể tăng tiết insulin, có vai trò hỗ trợ điều trị bệnh đường máu hiệu quả. Đó là ba bài thuốc khi chúng ta kết hợp rau muống với rau ngô nè, rau muống với thịt gà cũng như là rau muống với trứng gà. Nó sẽ có những công dụng riêng đó các bạn, hạ huyết áp này, giảm hấp thụ cholesterol, rồi giảm lượng đường trong máu rất là tốt nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình chia sẻ. Các bạn thấy hay hãy nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.